My Viettel đã trở thành một ứng dụng không thể thiếu được cho các thuê bao của nhà mạng Viettel. Tuy nhiên, với một số người không thường xuyên sử dụng, thỉnh thoảng mới mở ra 1 đến 2 lần để tra cước hay đăng ký gói thì dễ xảy ra tình trạng quên mật khẩu và sau đó lại không biết đặt lại mật khẩu như thế nào. Nhưng bạn hãy yên tâm, My Viettel sẽ giúp bạn xử lý vấn đề này ngay bây giờ. Đầu tiên, các bạn mở ứng dụng My Viettel trên điện thoại của mình và chọn loại tài khoản cần đăng nhập. My Viettel rất tiện lợi ở một chỗ là có tính năng đa tài khoản, tức là nếu bạn hòa mạng nhiều dịch vụ trên cùng một chứng minh thư thì bạn có thể linh hoạt chuyển qua lại giữa các tài khoản mà chỉ cần đăng nhập một lần. Nói một cách dễ hiểu là nếu quên mật khẩu của tài khoản FTTH hay là truyền hình số thì vẫn cứ vào được ứng dụng thông qua tài khoản di động vì các tài khoản này được liên kết với nhau. Khi quên mật khẩu, bạn có thể đăng nhập bằng cách chọn chức năng đăng nhập sử dụng 3G hoặc 4G. Tuy nhiên, nếu bạn không dùng data mà dùng Wi-Fi, hãy ấn vào dòng đăng ký hoặc quên mật khẩu ngay bên dưới ô mật khẩu để thao tác đặt lại mật khẩu. Khi màn hình đăng ký hoặc quên mật khẩu hiện lên, bạn hãy chọn tài khoản mình cần lấy lại mật khẩu. Với từng loại tài khoản thì yêu cầu cung cấp thông tin lại khác nhau. Chẳng hạn với tài khoản FTTH, bạn cần chọn cả vùng miền và hình thức đăng ký mật khẩu. Trong khi với loại tài khoản di động, bạn chỉ cần nhập số điện thoại và ấn tiếp tục. Tiếp đến, hãy chọn mã xác thực để hệ thống gửi về mã xác thực cho bạn. Trong trường hợp chưa thấy mã xác thực, bạn hãy ấn vào chữ lấy lại để được gửi lại mã xác thực mới. Lưu ý là mã xác thực chỉ được gửi tối đa 3 lần một ngày. Hãy chú ý một điểm là nếu bạn muốn lấy lại mật khẩu cho các tài khoản FTTH, ADSL hay NetTV thì ngoài hình thức lấy mã xác thực, bạn cũng có thể chọn hình thức đăng ký là nhập mật khẩu đường truyền. Mật khẩu đường truyền bạn phải nhập ở đây chính là mật khẩu bạn dùng để đăng nhập dịch vụ FTTH, ADSL hay NetTV trên ứng dụng MyViettel. Tiếp đến, bạn nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu. Cuối cùng, bạn ấn vào nút đăng ký trên màn hình, như vậy là xong. Hy vọng qua video này, các bạn có thể đăng ký tài khoản MyViettel một cách nhanh chóng, hoặc trong trường hợp các bạn quên mật khẩu thì cũng dễ dàng lấy lại qua thao tác hướng dẫn vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy tải ứng dụng MyViettel để trải nghiệm.